Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như tên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Nằm trên trục đường Nguyễn Ánh Thủ thuộc phường Hiệp Thành, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến muốn giới thiệu đến khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 16m và đối với chủ nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có 4 phòng ngủ chính và mình có 5 nhà vệ sinh cũng như phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng đông nam của tràng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà. Với căn nhà mình thì được các chị thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông, lan can thì mình được làm bằng sắt và phía ngoài mặt tiền thì được các chị ốp cho mình rất là nhiều những mảng nhựa giả gỗ trang trí rất là đẹp. Cùng đó là hệ thống đèn chiếu sáng và những mảng cây xanh trang trí cho căn nhà. Và căn nhà mình thì nằm trên con đường rộng lên đến 11m và với hai dãy nhà lầu đồng bộ và nằm trên một con đường thông từ trục đường Nguyễn Ánh Thủ vào bên trong căn nhà của mình và di chuyển vào khu vực phía bên trong. Và đây là con đường ở phía trước của căn nhà, phía ngoài là trục đường chính đường Nguyễn Ánh Thủ, thì cách căn nhà mình tầm cỡ khoảng độ 100m thôi. Và mình nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu nhà, một căn nhà chỉ với giá hơn 5 tỷ quý khách hàng sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã được các chị ở nhà thiết kế full nội thất tặng kèm này. Phía ngoài mình sẽ có khoảng vỉa hè khoảng 2m mình để xe gắn máy. Di chuyển vào bên trong mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh phía ngoài được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa cuốn bên trong. Với căn nhà được xây dựng hết đất cho nên là anh chị đưa hai lớp cửa ra phía ngoài để bên trong có một cái gara để xe ở phía bên dưới rất là rộng. Thì gia đình mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong. Và phòng khách thì đã được các chị di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Và phía sau căn nhà mình sẽ là khu vực không gian phòng bếp. Khu vực này nếu gia đình mình chưa có nhu cầu để xe hơi thì mình có thể làm phòng khách ở dưới tầng trệt này thì cũng rất là rộng rãi và thoáng mát. Với sàn nhà mình thì được lót gạch đá bóng kính 80 có độ bê tông. Và hai bên tường thì cũng được các chị ốp gạch đá cao lên khoảng hơn 1m. Và phía bên trên cũng được ốp nhựa hoa văn đá trang trí là đẹp, cùng đó là hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trùm. Và mình sẽ có tủ giày dép ở phía bên ngoài, cũng như là khu vực không gian gara xe của căn nhà. Và với căn nhà mình thì được các chị thiết kế đã gắn sẵn cho mình có camera quan sát. Với phía bên ngoài mặt tiền mình có hai cái và bên trong căn nhà thì mình có một cái ở khu vực không gian phòng khách căn nhà. Và di chuyển vào bên trong sẽ là khu vực cầu thang căn nhà. Với cầu thang căn nhà mình thì tay vịn được làm bằng chất liệu gỗ đỏ và lan can thì mình được làm bằng kính cường lực và mặt đá hoa cương. Phía đối diện thì mình sẽ có một cái tủ rượu ở rất là lớn và được các chị thiết kế có hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và di chuyển ra khu vực phía sau sẽ là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Với căn nhà mình thì được các chị thiết kế full nội thất bên trong, sẽ có tủ lạnh hai cánh lớn, có bộ bàn ăn lên đến 6 ghế và những máng tường được anh chị ốp nhựa hoa văn gỗ trang trí rất là đẹp. Và với tủ bếp, kệ bếp căn nhà được làm bằng chất liệu gỗ an cường. Bên trong thì mình sẽ có một cái lavabo để rửa chén bát. Và phía sau căn nhà mình sẽ là khoảng không gian giếng trời để lấy gió và ánh sáng vào bên trong. Một bên được anh chị thiết kế làm nhà vệ sinh, một bên thì làm một cái lavabo để rửa tay. Với nhà vệ sinh này thì chuẩn bị anh chị sẽ có một bộ cửa nhôm gắn tại khu vực này để hoàn thiện một cái nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt. Và đây là khu vực nhìn từ bên trong ra bên ngoài, một căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Và chỉ với giá 5 tỷ 700 triệu đồng, còn thương lượng mạnh thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến và hàng đi xem. Một căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và được các chị thiết kế theo mẫu nhà hiện đại, mẫu nhà rất là đẹp. Và đây là khu vực không gian tầng lửng căn nhà,
Phía ngoài hành lang thì được các anh chị ốp nhựa có văn đá cao lên kín tường, và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có một bộ cửa kính cường lực phía bên ngoài bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến là mình sẽ có khoảng không gian làm phòng khách rất là rộng, và bên trong mình sẽ có bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi và một cái tivi được các chị sắm sẵn tặng kèm. Phía sau sẽ là một bộ cửa bốn cánh mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng. Và chỉ với giá 5 tỷ 700 triệu đồng, còn thương lượng thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì anh em ta liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất và là nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ thuộc đường Nguyễn Ánh Thủ, thuộc phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại ở chợ Hiệp Thành cũng như là ở bệnh viện quận 12, sát với lại trục đường Tô Ký để di chuyển về trung tâm thành phố rất là thuận tiện bằng con đường Tô Ký Quang Trung hoặc là con đường Trường Chinh và con đường Lê Văn Khương về Lê Đức Thọ thì rất là thuận tiện. Và với căn nhà đã được các chị thiết kế full nội thất tặng kèm rất là đẹp này thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà, chưa có kệ để tivi, và bên trong thì sẽ có giường rộng lên đến 1m8, có bàn trang điểm, bàn làm việc và tủ quần áo bốn cánh lớn với khu vực máy lạnh được anh chị thiết kế khép kín rất là đẹp. Và mỗi lầu thì sẽ có hai phòng ngủ chính và hai nhà vệ sinh sử dụng rất là thuận tiện. Và đây là khu vực nhà vệ sinh, phòng ngủ phía trước căn nhà với nhà vệ sinh được ốp gạch đá cao lên kín tường rất là đẹp, và hành lang căn nhà cũng được anh chị ốp nhựa hoa văn trang trí rất là đẹp cho căn nhà. Và phía sau sẽ là khu vực không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Với hai phòng ngủ này thì cũng được anh chị thiết kế na ná giống nhau, đều đã được full nội thất và đều có cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng, cũng như là tủ quần áo bốn cánh lớn, nhà vệ sinh riêng với nội thất rất là đẹp và rất là cao cấp, chỉ với giá 5 tỷ 700 triệu đồng. Còn thương lượng là quý hàng sống ngay cho mình một căn nhà đang có hướng là hướng đông nam, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh ở Đông Tứ Trạch này. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Với căn nhà mình sẽ có 4 phòng ngủ chính thì anh chị thiết kế full nội thất 2 phòng, còn lại 2 phòng phía trên này thì anh chị đang để trống. Và nếu gia đình có nhu cầu cần đóng thêm nội thất hoặc là có đồ dùng nội thất tại nhà thì mình mang tới và lắp ráp sử dụng rất là thuận tiện. Đây là không gian phòng ngủ lầu 2 căn nhà, phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Hai phòng ngủ này thì anh chị đang để trống và đều được thiết kế giống với lại hai phòng ngủ phía bên dưới. Chỉ là hai phòng ngủ bên trên này thì anh chị không chưa vô nội thất thôi. Nếu gia đình có nội thất tại nhà thì mình mang tới lắp ráp thì rất là thuận tiện. Hoặc nếu gia đình có nhu cầu cần đóng thêm thì anh chị sẽ hỗ trợ để gia đình đóng thêm hai phòng ngủ phía bên trên lầu 2 của căn nhà này. Một căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Phía sau thì mình sẽ có con đường, có hai dãy nhà. Lầu phía sau thì cũng chuẩn bị xây dựng thì hình thành một khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Đây là khu vực không gian nhà vệ sinh lầu 2 căn nhà. Và tiếp tục thì sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng của căn nhà, đến với phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Với căn nhà mình thì nằm trên trục đường Nguyễn Ánh Thủ thuộc phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và với căn nhà mình đang có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 16m. Và được cái chiều nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và tới 3 tầng lầu. Và với công năng sử dụng căn nhà sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp. Và mình có tới 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà này là hướng hướng đông nam, phố Trạch thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và phía bên tay trái căn nhà này thì nhà đất Hoàng Tiến cũng đang có một căn nhà cũng đang muốn giới thiệu đến hàng. Và căn bên tay trái này thì với diện tích như nhau
và làm theo mẫu kiến trúc tân cổ điển, cho nên là đang có giá mềm hơn một chút, chỉ 5 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng. Thì quý khách cảm thấy căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại hoặc là căn nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ điển phù hợp với gia đình mình, thế nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách trong những video tiếp theo.